À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tỵ tháng 8 âm lịch năm 2020 về phương diện là sức khỏe, tài lộc, tình duyên, sự nghiệp. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tỵ âm lịch. Tình cảm có thể gặp chút trục trặc liên quan đến một rắc rối trước đây mà hai bạn chưa bao giờ xử lý ổn thỏa. Hai người lấy chuyện cũ ra tranh cãi là điều không nên. Theo tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, sang tháng mới với nhiều dự định mới nên con giáp tuổi Tỵ trở nên háo hức hơn bao giờ hết. Bản mệnh bắt tay thực hiện những kế hoạch đã được lên từ đầu năm. Bất chấp khó khăn, trở ngại, bạn luôn giữ được thái độ lạc quan và sự nhanh nhạy sẵn có. Đa số người tuổi Tỵ tháng trung thu này có được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp, nửa cuối tháng sẽ thấy sự tăng tiến rõ rệt. Trong công việc, con giáp này tập trung làm việc, sắp xếp cho hiệu quả công việc tăng mạnh, nhất là những bạn làm nghề bất động sản, tài chính, bảo hiểm. Về khía cạnh tài chính cũng có phần rực rỡ hơn. Nhờ công việc hanh thông nên tài lộc thu về tay cũng tăng tiến, chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Thành tích đạt được trong tháng không tồi, nhờ các mối quan hệ xã giao mà có lượng khách hàng lớn, lợi nhuận thu về cũng tăng lên, được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhờ có tam hợp nâng đỡ mà vận trình tình cảm của những cặp đôi mới yêu hứa hẹn sẽ vô cùng tốt đẹp. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người nên hãy giữ trọn từng kỷ niệm đẹp này bên nhau bạn nhé. Thế nhưng những cặp đôi yêu lâu dễ xảy ra lục đục, bất đồng, khó hòa giải, thậm chí một trong hai người đào hoa vượng nên khiến gia đình lục đục khó yên nữa đấy. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tỵ âm lịch sự nghiệp. Bước sang tháng mới hứa hẹn là con giáp tuổi Tỵ sắp bước vào một giai đoạn sôi động và ẩn chứa nhiều cơ hội tuyệt vời để bạn thể hiện bản lĩnh. Có thể có chút thách thức lúc mới bắt tay thực hiện một điều mới lạ, nhưng sau khi bạn đã quen thì hiệu quả công việc rất tốt. Nơi công sở, đồng nghiệp không chỉ hỗ trợ cho bạn rất nhiệt tình mà còn quan tâm tới đời sống của bạn. Khi bạn bận việc là họ không ngại ngần giúp sức, hoặc thậm chí có người đưa ra lời khuyên tình cảm để bạn có thể tháo gỡ vấn đề hiện tại. Có thể lịch trình di chuyển liên tục sẽ va chạm ít nhiều với sở thích ổn định của bạn, nhưng biết đâu đây lại là dịp tốt để bạn phát hiện ra khía cạnh mới trong mình. Vì thế, dù thế nào bản mệnh đừng ngại những chuyến công tác xa nhà khi đó là việc cần thiết trong giai đoạn này. Đặc biệt, đây là giai đoạn tuyệt vời để bản mệnh tập trung phát triển cá nhân và thể hiện bản lĩnh của mình. Sân khấu sự nghiệp là nơi bạn tỏa sáng. Hãy tự tin dấn bước vì may mắn mỉm cười với bạn suốt tháng này. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tỵ âm lịch tài lộc. Tài lộc của con giáp tuổi Tỵ tháng này khá rực rỡ với những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư trước đây, hứa hẹn bạn sẽ rủng rỉnh tiền tiêu nhờ kế hoạch tiền bạc thông minh mà bạn đã xây dựng từ lâu. Nhất là những ai sự nghiệp hanh thông, được chuyển lên vị trí mới hoặc bạn thay đổi công việc phù hợp hơn với thu nhập cao hơn. Với những ai có nghề phụ hoặc làm nghề tay trai, hứa hẹn sẽ nhận được tiền lương từ những việc này với khoản khá hậu hĩnh. Có thể nhiều người tìm đến để nhờ tới sự giúp đỡ của con giáp tuổi Tỵ hỗ trợ cho khoản tiền nào đó. Tài chính ổn định nhưng có lẽ bạn sẽ phải chi tiêu kha khá cho gia đình vào cuối tháng. Thế nhưng không phải việc gì cũng tốt như bề ngoài của nó. Nhất là với sức ảnh hưởng của thương quan nên có những khoản đầu tư kinh doanh đang bị rò rỉ tiền bạc mà bạn không hay biết. Nên tỉnh táo nhận diện ra nó để bạn có thể sớm tìm được biện pháp cải thiện càng sớm càng tốt. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tỵ âm lịch tình duyên. Tam hợp xuất hiện là dấu hiệu tốt đẹp cho những ai độc thân, cơ hội tìm được người ưng ý rất cao, tuy nhiên, sẽ có người cảm thấy phiền hà vì có quá nhiều đối tượng theo đuổi mà bạn không biết nên chọn ai. Hãy lắng nghe trái tim mình bạn nhé.
Bạn có biết mình là con giáp mạnh mẽ khi yêu, dũng cảm kiếm tìm tình yêu đích thực. Tuy nhiên mặt tình cảm của các cặp đôi có thể gặp chút trục trặc liên quan đến một rắc rối trước đây mà hai bạn chưa bao giờ xử lý ổn thỏa. Hai người lấy chuyện cũ ra tranh cãi là điều không nên. Khi mâu thuẫn cao trào hai người đẩy nhau ra xa sẽ là cơ hội cho người thứ ba xuất hiện đấy. Để có tình yêu hạnh phúc thì ít nhất cả hai người phải thể hiện sự tôn trọng nhau, nhất là quá khứ của nhau luôn là điều không nên nhắc đến quá nhiều làm gì, chúng có thể làm hại tới tình cảm hiện tại của hai người đấy. Tất cả chúng ta đều có những bí mật trong quá khứ và giả vờ như không quan tâm đến nó ở hiện tại. Đừng cố soi mói quá khứ của người bạn yêu và so sánh bản thân với những người trước. Điều quan trọng là giờ họ đã ở bên cạnh bạn và yêu thương bạn thật nhiều. Vậy là đủ. Tình cảm tháng này có nhiều thăng trầm cũng một phần là do bạn. Khi đang hạnh phúc thì không biết tận hưởng hạnh phúc mà cứ nghĩ xa xôi hoặc lấy chuyện cũ ra để nói đùa, trêu ghẹo làm đối phương nổi nóng. Vì thế, nên suy nghĩ trước khi nói, dù là lời nói đùa cho vui bạn nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tỵ âm lịch sức khỏe. Nhìn chung tháng này không có dấu hiệu bệnh tật nào quá đáng ngại, chỉ có lưu ý nhỏ là bạn cần tập trung chăm sóc cơ thể nhiều hơn một chút, đừng tham công tiếc việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu về dài. Ngũ quỷ xung tinh xuất hiện có điểm tiểu nhân quấy phá khiến bản mệnh khó có thể yên lòng, điều này cũng gây hại sức khỏe của con giáp tuổi Tỵ trong thời gian này. Nếu bạn thường xuyên mất ngủ thì nên đọc sách cho đến khi mỏi mắt và đi ngủ. Nếu không bạn sẽ cứ miên man suy nghĩ hết việc này tới việc khác chẳng yên. Thức khuya khiến buổi sáng hôm sau bạn thường xuyên mệt mỏi và làm việc không hiệu quả đấy. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi Tỵ. 1. Quý Tỵ Thủy, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết vượng vận đào hoa, nên mở lòng với những người khác phái. Quý nhân, Dậu, Sửu, tiểu nhân, Dần, thân màu sắc may mắn, đỏ, đen. 2. Ất Tỵ, Hỏa, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, hăng hái trong công việc. Quý nhân, Thân, Ngọ, tiểu nhân, Hợi, Dần màu sắc may mắn, nâu, xám. 3. Đinh Tỵ Thổ, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết di chuyển nhiều tiền kiếm được nhờ cố gắng, nỗ lực không ngừng. Quý nhân, Mùi, Dậu, tiểu nhân, Hợi, thân màu sắc may mắn, hồng, bạch, kim. 4. Kỷ Tỵ, Mộc, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết, người làm đầu tư, kinh doanh phát huy phong độ, nhận được sự tin tưởng của mọi người. Quý nhân, Sửu, thân tiểu nhân, Mão, thìn màu sắc may mắn, xanh lá cây, tím. 5. Tân Tỵ Kim, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết, xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Quý nhân, Ngọ, Mùi, tiểu nhân, Tuất, Tý màu sắc may mắn, đỏ, cam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.